Theo quan sát của cá nhân trong những lần về Việt Nam, tiến sĩ Hùng Quốc Chinh ở Đại học Kinh doanh Sydney, Australia cho rằng Hà Nội cần lập các chỉ tiêu cụ thể trước khi triển khai các tuyến buýt. Ông Chinh cho hay tình trạng ủng tắc giao thông ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng. Ông cho rằng việc dành đường ưu tiên cho xe buýt chỉ là một vấn đề nhỏ trong quy hoạch tổng thể của thành phố. Tiến sĩ cho biết bất kể thành phố nào trên thế giới cũng phải đối diện với tình trạng kẹt xe vì đi lại là nhu cầu thiết yếu của con người họ sẽ chọn phương tiện đi lại mang lại độ hài lòng lớn nhất cho bản thân. Có hai vấn đề cần xem xét là các yếu tố giúp vận hành thành công hệ thống buýt và mô hình nào là phù hợp. Thứ nhất, để có hệ thống buýt thành công, Hà Nội cần thiết lập một bộ chỉ số hiệu quả KPI trước khi đưa vào vận hành. Thứ hai, mô hình buýt hữu ích khi thành phố có lượng xe cá nhân lớn cần đảm bảo các yếu tố, tần suất ổn định, đảm bảo 10 hay 15 phút một chuyến đúng giờ, tiện dụng, Người sử dụng không phải đi bộ quá xa để đến điểm cần đến. Gợi ý về cách dành đường ưu tiên cho xe buýt để giảm uh, kẹt xe, tiến sĩ Trinh cho rằng nhà chức trách nên đặt ra khung thời gian ưu tiên cho một tuyến đường, chứ không áp dụng cả ngày. Tại Hà Nội, nhà chức trách có thể tính đến phương án xây các bãi gửi xe ở điểm đầu chọn buýt để người dân không sử dụng xe cá nhân trên các đoạn đường dài. Ở chặng cuối xe buýt, họ có thể sử dụng dịch vụ khác như là xe ôm công nghệ của các hãng khác nhau. Thời gian tối thiểu để xem xét người dân có thói quen đi xe buýt là 6 tháng. Khi người dân quen với xe buýt giảm sử dụng phương tiện cá nhân, chính quyền cần cân đối khả năng tài chính để tăng lượng xe.